chào các bạn. Trong bài trước thì Kevin đã hướng dẫn các bạn về biểu đồ giá, các mô hình giá và biểu đồ nến. Thì trong cái bài này thì Kevin sẽ hướng dẫn các bạn về ưu điểm của biểu đồ nến, thì nắm bắt được giới hạn biến động giá cả, thì mức cao nhất, thấp nhất cũng như sự thay đổi của nó là yếu tố rất quan trọng đối với nhà kinh doanh. Biểu đồ hình nến sẽ biểu diễn rất rõ những điều này. Nó sẽ thể hiện đầy đủ các mức giá cao nhất, giá thấp nhất trong một khoảng thời gian nhất định, cũng như giá mở cửa, giá đóng cửa trong một khoảng thời gian đấy. Ví dụ, nếu xem xét một biểu đồ nến theo ngày, mỗi nến sẽ phản ánh diễn biến của giá cả trong một ngày nhất định. Biểu đồ hình nến thể hiện diễn biến của giá trong quá khứ, từ đó cho ta dự báo về những diễn biến tiếp theo của giá trong tương lai. Biểu đồ hình nến được những nhà kinh doanh tại Nhật Bản sử dụng đầu tiên để phân tích các mô hình giá. Các mô hình giá cơ bản là mô hình đảo chiều, mô hình tiếp diễn. Thông qua các việc diễn giải các mô hình này, các nhà kinh doanh sẽ dự đoán được diễn biến của giá cả trong tương lai. Biểu đồ hình nến thường được sử dụng để phát hiện điểm đầu, điểm cuối và những đợt biến động của giá cả. Các mô hình giá cũng có thể được nhận diện bằng những dạng tuyến, nhưng để thể hiện chúng một cách chính xác thì bạn nên sử dụng biểu đồ hình nến, ví dụ như mô hình đầu hay vai. Trên một biểu đồ thì bạn có thể quan sát thấy dấu hiệu chính xác trong biểu đồ nến. Trong phần tiếp theo thì Kevin sẽ hướng dẫn các bạn về các chiến lược giao dịch. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.